Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn Java cơ bản của blog StudentXe, mình là Việt. Ở bài này chúng ta bước sang bài thứ 16, chúng ta tìm hiểu cấu trúc while trong Java. Thì cấu trúc while trong Java thì nó cũng là một cấu trúc vòng lặp, thì tương tự với for thì nó sẽ thực hiện một loạt các vòng lặp và có điều kiện để dừng lại. Thì ở đây tôi đã tạo ra một class là while demo và một phương thức main. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy tiếp đến chúng ta sẽ khai báo một biến y, tức là các bạn để hướng dẫn về cấu trúc for thì chúng ta làm những cái công việc đơn giản thôi chứ không có gì phức tạp cả. While tương tự như cấu trúc hôm trước thì y nhỏ thua 10 và chúng ta làm cái việc gì đấy ở trong này. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy, ở đây chúng ta có như này. Đầu tiên là cấu trúc while nó sẽ có 3 thành phần. Đầu tiên là từ khóa while, while và tiếp đến là cái cấu trúc điều kiện boolean để nó dừng lại. Tôi cái này các bạn rất quan trọng các bạn nhé. Nếu mà các bạn cái này mà nó mà true forever, tức là lặp vô tận ấy, thì các bạn sẽ thực hiện cái cấu trúc lệnh mãi mãi. Tiếp đến là cấu trúc khối lệnh bên trong while thì chúng ta chưa biết cái gì, chúng ta đặt trong một cái cấu trúc cái dấu móc nhọn như này. Thì ở trong này chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh gì đấy ABCD và thoát khỏi cái cấu trúc lệnh while ở sau khi ở đây. Thì về cơ bản chúng ta sẽ làm tương tự như cái cấu trúc lệnh for và in ra giá trị thôi. Đấy, y cộng cộng như này. Control Shift F để căn lại lề. Chân đi để xóa cái này. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy đây. Thì mình sẽ giải thích như này. Đầu tiên là giá trị y bằng 0, nhỏ thua 10. Giá trị vẫn đúng, tức là 0 nhỏ thua 10 đúng, thực hiện cái lệnh này in ra y bằng 0, y cộng cộng bằng 1. Quay lại thực hiện lên kiểm tra lệnh 1 nhỏ thua 10 đúng, in ra 1, tăng lên một giá trị thành 2, 2 kiểm tra nhỏ hơn 10 đúng, in ra cái giá trị 2 kiểm tra, tăng giá trị lên 3 kiểm tra, và cứ thế đến giá trị số 9, y bằng 9, 9 nhỏ hơn 10, in ra cái lệnh này, tăng lên một giá trị thành 10, y nhỏ 10 nhỏ thua 10 sai, nó sẽ thoát ra khỏi cái vòng lặp và thực hiện ở đây, thoát khỏi vòng lặp while. Thì đây các bạn sẽ thấy giá trị nó chạy như này. Run, bạn sẽ thấy nó sẽ in ra giá trị từ 0 đến 9, tương tự như cấu trúc vòng lặp while, vòng lặp for. Thì các bạn chú ý cái điều kiện này là cho phép chúng ta dừng cái lệnh while khi điều kiện này sai, tức là khi nào mà cái y nhỏ thua 10 sai, tức là giá trị y từ 10, 11, 12 trở lên chẳng hạn, thì lúc đấy nó sẽ dừng lại. Thì nếu mà cái điều kiện này các bạn đặt vào đây một biểu thức boolean phức tạp mà nó không dừng lại thì nó sẽ thực hiện cái cấu trúc lệnh này mãi mãi, bởi vì nó luôn luôn đúng. Hoặc là ví dụ trong trường hợp này các bạn mà không các bạn không có cái lệnh tăng này chẳng hạn mà chạy thì nó cũng sẽ lặp vô hạn, tương tự như cấu trúc for thì ở đây các bạn sẽ thấy nó sẽ lặp vô hạn. Hoặc là ví dụ như ở đây các bạn tăng tăng nhưng mà giá trị các bạn so sánh các bạn lại bảo là giá trị nhỏ âm 10 chẳng hạn, thì lúc đấy ngay lập tức nó cũng sẽ lặp vô hạn. À, xin lỗi các bạn, lớn hơn âm 10, nhỏ hơn âm 10 thì nó không chạy. Ví dụ như đây, đây ví dụ các bạn sẽ thấy nó sẽ in ra lặp vô tận. Thì đấy là về về cấu trúc lệnh while cơ bản. Thì cái cấu trúc while này thường sử dụng khi nào, thì phổ biến mà các bạn sẽ thường gặp nhất, thường thường gặp chứ chả phải nhất, tôi cũng chả biết cái gì nhất. Các bạn thường gặp cấu trúc while này khi các bạn phổ biến nhất là đọc cấu trúc file chẳng hạn. Tức là khi mà chúng ta đọc chưa hết cái cấu trúc lệnh, cấu trúc đọc dữ liệu trong file thì chúng ta cứ đọc tiếp. Hoặc là ví dụ như trong các cái phần iterator collection của Java chẳng hạn, thì nếu mà có phần tử tiếp theo, tức là while hash next chẳng hạn, thì nó cứ đọc tiếp, thì đọc đến khi kết thúc thì thôi, thì đấy là vòng lặp while. Vì sao mà trong trường hợp những cái thằng mà những trường hợp đấy lại không dùng của for, thì bởi vì trong trường hợp đấy chúng ta không biết giá trị cố định của cái file ấy là bao nhiêu, thì chúng ta không biết làm thế nào thì chúng ta cứ làm thôi. Ví dụ như cứ làm đi rồi đến đâu thì đến, ví dụ thế. Thì đấy là ý nghĩa của cấu trúc for while. Còn for thì là tao cho mày từng này phần tử, xong đấy mày làm từng đấy thôi, đừng làm quá. Thì ví dụ đấy là cấu trúc for. Thì sự khác nhau của for và while ý nghĩa thì như thế, còn cái việc sử dụng thì nó tương tự nhau, đều có một cái khởi tạo, đều có kiểm tra lệnh dừng lại và đều có một cái thân thực hiện bên trong. Trường hợp này ví dụ như các bạn mà tăng giá trị, ví dụ như chúng ta thay bằng cái việc là tăng giá trị bằng
bằng 3 chẳng hạn, tức là chúng ta sẽ thay giá trị của nó, tăng mỗi lần 3 thì nó sẽ in ra giá trị là không, chết chết chết, quên 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 chỗ này. Nó sẽ tăng giá trị 3 3 3 đơn vị một lần thì nó sẽ in ra là 0369 mà thôi, chứ không có chuyện là nó sẽ in ra từ 0 đến 9. Thì các bạn phụ thuộc vào cái lệnh tăng và phụ thuộc vào những cái phần của các bạn xử lý mà các bạn sẽ có những cái kết quả khác nhau, và tùy trường hợp các bạn, bài toán của các bạn mà các bạn áp dụng. Thì bài hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cấu trúc UI trong Java. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cấu trúc tiếp theo.